Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một món là ếch xào sả ớt siêu cay nha. Ở đây mình có ếch 500 g ếch này. Ở đây là sả với ớt này. Đó. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào. Mình sẽ xào cái ếch này trước nha. Cho một chút tỏi đi. Đó. Sau khi mình cho cái tỏi phi lên rồi nó vàng tỏi rồi thì mình sẽ cho cái ếch này vào nha, để mình xào trước đi. Đó. Mình sẽ xào cái ếch này qua trước nha, cho nó chín trước rồi mình sẽ bỏ ra dĩa, xong rồi mình sẽ bỏ gia vị mình xào lại rồi mình sẽ bỏ cái ếch này vào. Mọi người cứ theo dõi mình làm nha, tại vì ếch này nếu mà mình xào luôn mà bỏ gia vị vào luôn á thì mình xào ếch là có khả năng là chưa có chín lắm, mà chín ếch á thì gia vị nó sẽ cháy không được ngon. Mình phải xào qua trước cái ếch trước cái đã đó. Mình xào tỏi qua với ếch trước cái đã rồi mình sẽ đổ ra dĩa, xong rồi mình sẽ làm gia vị, xong mình sẽ cho ếch nó vào để cho nó chín, vừa ếch nó chín mà gia vị nó cũng không có được cháy, vì cái ếch này mình xào là xào khô, xào sả ớt là xào khô không phải là xào ướp, đúng ra là cái ếch này mình phải làm trước, sơ chế trước cho nó chín đã. Rồi sau khi cái ếch mình xào sơ qua này thì mình sẽ cho màu một miếng nước sôi nha, để mình có thể là nấu cho ếch nó chín. Đó, cho nó chín ếch nó vừa chín tới thì mình sẽ đổ ra, bên trong mình làm gia vị thì mình sẽ đổ ếch vào mình xào lại cho được cho nó ngon. Rồi sau khi mình đang chờ riu riu thịt ếch để mình riu riu cho nó chín chút xíu thì mình sẽ là pha chế cái nước sốt. Ở đây mình có khoảng một hơn một muỗng canh nước mắm, cho một chút dầu hào. Đó. Cho một chút tương ớt. Cho một chút dầu mè nha. Cái này có dầu mè, đặc biệt cái này có dầu mè nó thơm. Dầu mè đó mình sẽ bỏ vào. Cho một muỗng đường. Mình cho 2 muỗng đường tùy theo cái gia vị của mỗi gia đình. Đó. Ở đây mình cho một chút tiêu. Đó. Ở đây mình cho một chút bột ngọt. Rồi. Rồi sau khi mình cho tất cả gia vị mình đánh cái hỗn hợp này lên nha. Đó. Đánh cái hỗn hợp này lên. Rồi xong rồi á. Thì mình sẽ cho cái ếch này mình đã riu riu cho nó chín rồi thì mình sẽ cho ra dĩa. Đây, mình sẽ cho ra dĩa đây. Toàn bộ mình cho ra dĩa. Đó. Mình sẽ dùng lại cái chảo này luôn. Đó. Xem mình sẽ bật lửa lên mạnh luôn. Đó. Mình sẽ cho vào một miếng dầu. Sau khi mình đã cho dầu vào rồi thì mình sẽ còn tỏi còn lại đây thì mình sẽ cho cái tỏi này vào luôn. Đó. Xào lên tỏi cho nó thơm. Mình đổ cái sả với ớt này vào. Đó. Mình xào. Xào chừng nào sả nó vàng lên á. Rồi mình sẽ cho cái hỗn hợp hồi nãy mình pha đây. Đó. Nói chung là gia vị thì mình có thể làm xong mình có thể là nêm gia vị lại nha, mỗi gia đình có cái khẩu vị khác nhau, nhưng mà cái nguyên liệu của mình làm thì là làm chung là như vậy. Đó, bây giờ là nó vàng rồi, mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vào. Đó. Lúc này mình giảm lửa lại nha, mình giảm lửa lại. Đó. Để mình xào cái hỗn hợp này cho nó chín, cho nó vàng, cho nó thơm. Đó, cực kỳ là ngon. Đó. Rồi sau khi mình đã xào cái này rồi thì mình sẽ cho lại cái ếch này vào. Đó, bây giờ là mình sẽ rim, mình xào đều lên cho nó thấm ếch hết toàn bộ, xong rồi mình riu 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 từ từ nha, cho nó rót cái nước lại, tại vì ếch xào sả ớt là đặc biệt là nó phải khô nó mới ngon. Đó. Cả nhà thấy không? Cái nước sốt nó vàng lên á, cực kỳ rất là ngon. Đó. Mình sẽ riu 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 từ từ cho nó vừa cạn nước, nó thấm vào
gia vị nó thấm vào thịt ếch đó, nó mới ngon đó. Cái nước sốt này cực kỳ ngon ha đó. Bởi vậy mình nói là mình phải xào qua ếch đó, để cho ếch cho nó chín trước cái này. Còn mình xào cái này mà ếch hồi nãy mà bỏ sống vào xào luôn đó, thì ếch nó sẽ ở trong đây là sống ở ngoài đó, gia vị nó cháy không ngon. Mình xào lại nó rất là thấm. Lúc mà thịt đã chín, vừa chín trong là nó nở hết cái sớ thịt ra là nó sẽ thấm vào và nó mới ngon được. Rồi sau khi mình đã rim ếch nó tạm nó đấy thấy không, nó đặc sệt lại rồi đó, cực kỳ rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha đó. Mình sẽ cho một chút hành ngò vào đây, rồi mình sẽ cho ra dĩa này, mình cho thêm một ít rau màu, đặc biệt có rau răm nó mới ngon. Đây mình cho một chút xíu hành ngò đó. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa. Đây sau khi mình đã cho ra dĩa đây đó, mình cho một chút rau răm ở đây cho nó thơm đó. Mình, một món ếch xào xả ớt siêu cay đó. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Mọi người thấy ngon và hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ. Xin cảm ơn mọi người nhiều đó. Ở đây là một món ếch xào xả ớt siêu cay nha. Rồi, xin chào và tạm biệt.